Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hội cựu Công an Nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Việc thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện Vĩnh Tường là nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ công an hưu trí trên địa bàn huyện, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Qua đó, tích cực tham gia xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tại đại hội, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đề nghị tổ chức hội cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa chương trình hành động và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp. Lãnh đạo hội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và điều lệ của Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động theo đúng quy định pháp luật, quan tâm giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho lực lượng công an và thế hệ trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay góp sức cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành và thông qua phương hướng nhiệm vụ và nghị quyết của đại hội. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Liên lạc Truyền thống Sư đoàn 313 tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sư đoàn 313 Quân khu 2, 15 tháng 3 năm 1979, 15 tháng 3 năm 2024. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn và những bài học kinh nghiệm về tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngự trong chiến đấu. Sư đoàn 313 được thành lập trong những năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Sư đoàn 313 Quân khu 2 đã trực tiếp tham gia phòng thủ và tổ chức hàng trăm trận đánh, giữ vững trận địa. Với ý chí quyết thắng, đoàn kết, tập thể sư đoàn đã khắc phục mọi khó khăn cùng với nhân dân, cấp ủy, chính quyền các địa phương, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cuộc sống. Đây cũng là hoạt động nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 313, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh sự gắn kết giữa các thành viên, kết nối tình đồng chí, đồng đội trong Ban Liên lạc Truyền thống Sư đoàn 313 tỉnh Vĩnh Phúc. Động viên, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, góp phần tích cực xây dựng quân đội Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Vai trò của tổ chức đảng, đảng viên cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, có ý nghĩa rất quan trọng. Thực tế cho thấy ở doanh nghiệp nào có tổ chức đảng thì ở đó nhận thức chính trị của người lao động được nâng lên và việc định hướng tư tưởng cho người lao động cũng thuận lợi hơn. Đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng ổn định, phát triển. Buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 của chi bộ 3 Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tập trung phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt sáng kiến, trách nhiệm, giải pháp làm sao quy trình sản xuất nước đảm bảo an toàn, vệ sinh nhất. Đối với người đảng viên, trước tiên là phải tự giác gương mẫu, phải tích cực chủ động, học tập, tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngại khó khăn, tích cực tham gia công việc mà phức tạp, khó giải quyết. Cụ thể như bản thân tôi là một đảng viên thì cũng tích cực chủ động tham gia công việc như trực tiếp bảo dưỡng sửa chữa máy móc. Hai nữa là tham gia công việc mà vận hành các công trình, các thiết bị công nghệ mới. Với số đảng viên chiếm tới trên 50% cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc luôn phát huy được vai trò gương mẫu, tiên phong của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Vai trò của tổ chức đảng nơi đây được khẳng định khi phần lớn các vị trí lãnh đạo công ty, lãnh đạo các xí nghiệp đều là đảng viên, nên việc lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị được nhanh chóng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để phát huy cái vai trò lãnh đạo của Đảng ấy, thì Đảng bộ công ty cũng đã bố trí các đồng chí trong ban chấp hành ở những vị trí then chốt của đơn vị, đặc biệt là phân đều cho các cái phòng ban đơn vị để đảm bảo cái sự lãnh đạo của Đảng được thông suốt. Thực tế cho thấy tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong định hướng sản xuất, kinh doanh theo đúng chủ trương, đảm bảo quyền lợi, chế độ hợp pháp cho người lao động. Là một chi bộ trực thuộc trực tiếp Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc thì chúng tôi được tiếp cận các
thực hiện các nghị quyết của tỉnh cũng như của đảng bộ rất nhanh, và cũng qua đó là chúng tôi cũng về truyền đạt lại cho các đảng viên trong công ty luôn luôn thực hiện đúng chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng để tiếp tục củng cố, phát triển, phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục tạo điều kiện tốt cho việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, vì sự phấn đấu, nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc. Với quyết tâm chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong công cuộc cải cách hành chính, lấy sự hài lòng và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn là mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang không ngừng nỗ lực, tận tụy hết lòng vì nhân dân phục vụ để góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính trong toàn lực lượng công an nhân dân. Sau Tết Nguyên đán, bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của công an tỉnh Vĩnh Phúc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh luôn có đông người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt hiện nay, các thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường điện tử nên công dân còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ trực tại đây nên chỉ sau từ 10 đến 15 phút, hồ sơ của công dân đã nhanh chóng được giải quyết, tạo sự hài lòng của nhân dân. Tôi đến đây để làm định danh điện tử mức 2 ạ. Và không phải chờ đợi gì lâu, tôi được cán bộ hướng dẫn rất là nhiệt tình ạ, chu đáo ạ. Tôi cảm thấy rất là hài lòng ạ. Xác định từ mọi năm, tức là khi Tết xong ấy, thì nhu cầu làm căn cước công dân của công dân sẽ tăng cao. Thế nên là cán bộ chiến sĩ chúng tôi ở đây luôn sẵn sàng làm hết công việc, tiếp nhận hồ sơ cho công dân hết hồ sơ chứ không đợi hết giờ. Tức là để cho công dân không phải đợi chờ cũng như là đi lại nhiều lần. Còn đối với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, hiện tại đơn vị đã tiếp nhận 100% hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Năm 2023, đơn vị đã số hóa gần 3.000 kết quả giải quyết thủ tục hành chính cập nhật lên phần mềm quản lý. Trong đó, có hơn 2.500 biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, gần 250 kết quả hồ sơ nghiệp vụ và 100% tài liệu hồ sơ phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng. Kết quả này đã tạo nhiều thuận lợi cho công dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính, tạo được niềm tin và hưởng ứng từ nhân dân. Trong cái quá trình mà thực hiện các cái nhiệm vụ thủ tục hành chính công trực tuyến thì ngay từ đầu năm, cấp ủy lãnh đạo đơn vị chúng tôi đã lựa chọn cử cán bộ chiến sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện cái nhiệm vụ tiếp nhận các cái đầu vào của các cái hồ sơ khi gửi đến cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Và trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phân công các cái đồng chí cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện các cái thủ tục như thẩm duyệt các cái công trình, cái thủ tục thiết kế cơ sở đối với các cái công trình để làm sao cho thuận tiện nhất, nhanh nhất và hướng dẫn kịp thời cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà triển khai các cái thủ tục hành chính công của hệ lực lượng công an và đặc biệt là của đơn vị chúng tôi. Thực hiện chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố và công an cơ sở thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp và thực hiện quy chế dân chủ trong toàn lực lượng. Năm 2023, Công an tỉnh đã công bố 175 thủ tục hành chính, cắt giảm 62 thủ tục hành chính so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết, chuẩn hóa 108 mô hình cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phòng, công an cấp huyện, cấp xã. Những nỗ lực của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang không ngừng tạo được ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính trong toàn lực lượng công an nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ những ngày đầu năm mới mà dịp cuối tuần, lượng du khách thập phương đổ về khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo để tham quan, chiêm bái, vãn cảnh rất đông. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại khu danh thắng Tây Thiên vào dịp cuối tuần vừa qua. Ngay từ đầu giờ sáng, số lượng du khách đổ dồn về khu vực đền Thõng để làm lễ và chuẩn bị di chuyển bằng xe điện lên cáp treo đã rất đông. Song do làm tốt công tác chuẩn bị từ đón tiếp, phân luồng giao thông,
và đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự của các lực lượng chức năng, nên không xảy ra tình trạng ùn tắc, chen lấn, xô đẩy. Các hoạt động tham quan, chiêm bái của du khách thập phương diễn ra bình thường. Mọi người kể về đây rất nhiều, thì đã kiểu mọi người kể rất là đẹp và thanh tịnh. Mình cũng muốn là đến đây một lần rất lâu rồi, hôm nay lần này mới có dịp để đi. Từ khi bước xuống bến xe thì mình đã được các chú, các bác chỉ dẫn rất là nhiệt tình và không có một cái sự tranh chấp hay là cái gì như kiểu một vài nơi khác. Theo Ban Quản lý Khu Danh Thắng Tây Thiên, lượng du khách đến với Khu Danh Thắng Tây Thiên tập trung đông vào những ngày đầu năm mới Giáp Thìn và duy trì đều từ đó cho đến nay. Nếu như những ngày trong tuần, Khu Danh Thắng Tây Thiên đón trung bình khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày, thì vào những ngày cuối tuần, số lượng lên đến 10.000 lượt khách. Hôm nay là mình rất vui, là đến được cảm nhận được cái không khí. Thứ hai là thời tiết rất đẹp, và tôi đây có một cái cảm giác là mình đến nhẹ nhàng. Không khí rất nhẹ nhàng của những ngày đầu xuân, mình đi tham quan, mình đi thứ nhất là về vấn đề tâm linh, mình đi đến những nơi linh thiêng nhất. Thứ hai là về bên đây trải nghiệm, đó là quan cảnh con người rất là thân thiện. Có thể nhận thấy trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu du xuân tham quan vãn cảnh, đặc biệt là hình thức du lịch tâm linh đã được nhiều du khách lựa chọn. Cũng chính vì vậy, với phong cảnh thiên nhiên trời ban và sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, về con người phục vụ, Khu Danh Thắng Tây Thiên không chỉ là điểm đến lý tưởng của du khách trong dịp đầu xuân mà còn cả bốn mùa trong năm.